Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm nước Teco, công suất là 37 kW, 50 HP, 50 ngựa. Máy bơm có mã hàng là G350 ngang 100, lưu lượng là 120 khối trên giờ, áp là 72 m. Đây sẽ là tem của motor, xuất 37 kW, 50 HP, tổ là 2V 2 cực điện, điện 3 pha 380V, dòng ampe đến mức là 70 A, tốc độ là 2940 vòng trên phút. Cấp kinh nghiệm di động sẽ là cấp F này. Đây sẽ là phần buồng bơm, đây là trục bơm, đây sẽ là phần ống hút, đường kính ống hút là 114 mm. Phía trên này sẽ là ống xả, đường kính ống xả 114 mm. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều loại công suất, quý khách cần tham khảo thêm có thể liên hệ với công ty chúng tôi, Minh Motor, số điện thoại là 090 46 0163.